chào các bạn, đây là cặp cặp lốt dành cho cúp đèn tròn. Đây là cặp lốt trước, nước xi sơn còn rất là đẹp, cam sáng tròn, niềng sáng tròn. Hiện giờ cặp này đang là niềng không số, và cặp lốt là lốt inu. Bên trong mặt đạn này có chữ máy điên gia băng nha, bên trong này có chữ BG6 GB4 bên đây, GB4. Và đây là cặp bánh của cặp bánh sau, mặt đạn zin luôn, còn rất là đẹp, mặt đạn chưa thay. Bên trong niền hiện giờ xài đang là niền không số, 81-86 đời đầu xài niền không số nha, đời đầu xài niền không số, không số không chữ nha. Thì hiện giờ hai cặp này đang rất là đẹp nè đó. Các bạn có nhu cầu mua cặp bánh thì liên hệ với mình, cho mình còn có cả cùi dĩa rồi má đằng trước này. Má đằng trước, má đằng sau, cặp cốt đầy đủ cho cái cặp bánh. Và có nhu cầu thì liên hệ với mình qua số điện thoại bên trên, và lưu ý bên mình bán hàng là không ship COD, chuyển tiền trước, bên mình ship hàng sau. Ok, cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn, đây là cái hộp xích cặp tem dành cho xe cúp, và chúng ta sử dụng được cho tất cả các đời xe. Xe cúp là gắn được ha, rim cũng gắn được luôn, tại vì cái gắp nó giống nhau. Đây, bây giờ bên mình đang có hai cái cặp tem gắn được cho 78, 81, 86, đèn tròn, đèn vuông, miễn sao cuộc 3 tầng là chúng ta gắn được nha. Rồi, ok, cảm ơn các bạn.